Tôi Quy Tê Lộc, hiện tại tôi có mặt tại nơi vùng rừng chết trôi dưới biển. Và trước mặt thì tôi đang đi trên đường và xuống phía dưới nơi vùng rừng chết trôi dưới biển. Và trước mặt tôi là biển cả mênh mông đó ở phía trước. Thì tôi đang tiến về phía dưới nơi của mình chỉ trôi dưới biển và tiếp tục tại lại tiếp theo đó. Và ở đây thì đã cho về hiện tại 01 số 10 đấy đó. Và để tiếp tục tôi sẽ tiến vào bên phía dưới để tại lại và tiếp tục nơi này và điều gì sẽ điểm đến nơi vùng chỉ trôi dưới biển đầy linh thiêng. Và hiện tại ở phía trước là những chiếc thuyền đang đánh cá ngồi khơi rất sáng trưng đó, nhé nhé phía trước. Rồi thì đường đi rất là hiểm trở nơi này. Và ở đây đá lởm chởm rất là nhiều. Rồi đường đi rất là ớn ốc luôn, quá là nguy hiểm. Và đường đi đấy trượt một phát là tiêu đời luôn, quá là nguy hiểm luôn. Quá khủng khiếp ở đây đó, toàn là đá. Nơi này thì đi rất là nguy hiểm, toàn là đá, sập một phát là tiêu đời, không thể nói gì nữa. Và vượt hàng trăm cây số đi đến đây đó rất là gian nan. Ống này dẫn nước này ở đâu nè, đấy xuống phía dưới đó. Một nơi rất là vất vả ở nơi vùng mình chết trôi dưới biển này và đường đi rất là nguy hiểm. Thì ai có thiền tài ở đây để mà tạo lại vùng mình chết trôi dưới biển này rất là nổi dây gà đó. Thì để cho về thiền tài 01 số 10 thầy. Ở trước mặt thì có chiếc thuyền đang chạy ngồi khơi đang đánh cá đây đó. Đang chạy phía trước. Hai chiếc đang chạy đó. Thì để tiếp tục tôi sẽ vượt qua những hàng rào rất là khó khăn và cũng như đường đi rất là hiểm trở. Đầu đầu cũng thấy là đá thôi. Đây. Thì tôi đang đi qua một con đường, một khu hẻm rất là chật chội đây.
Rồi. Thì tôi đang tiến về phía nơi con linh chơi dưới biển, và ở đây thì đang hé lộ nơi này. Chiếc thuyền hồi nãy đang chạy rồi. Quá nguy hiểm đó, cợt một phát là tiêu đời. Một con dốc rất là nguy hiểm. Rồi, thì tôi đang có mặt nơi nước biển đang rất lớn, và cũng như ngày hôm nay cũng trời cũng rất là êm. Ở đây biển cả thì rất là êm. Đấy. Sóng vỗ y ẩm ở nơi này. Một cuộc sống giống như thái tôi thì đang sống ùa đấy này. Rồi, đây là nơi biển cả thì đang đã thấy nước rồi. Ngày hôm nay thì trời ở đây rất êm, cho nên ở nơi biển cả này thì thuyền đang đánh cá ngồi cười rất là đông. Đó, những chiếc thuyền đang đánh cá ngồi cười. Đấy. Sóng vỗ. Và để tiếp tục tôi sẽ tiến về phía bên trong để đặt đồ và bình thường. Thì nghe cái tiếng chiếc xe chạy mà tưởng ai hú móc hộp. Thì hôm nay ở đây rất muỗi, nó bay quá trời luôn, quá khủng khiếp vào đây. Thì để tiếp tục tôi sẽ tiến vào phía bên trong nơi chỗ đất khác ở phía trong. Rồi, thì ai có thiên tài ở nơi bông bình chết trôi này để mà trả lại các chị nữa này. Tâm bình rất là ớn ốc, rất nổi dây gà. Không thể biết được điều gì sẽ xảy ra. Và ở đây vượt hàng trăm cây số và nơi đến nơi bông bình chết trôi dưới biển. Và để mà trả lại. Thì tôi đang tiến về phía bên trong rất nguy hiểm. Một ngày hôm nay thì trời cũng rất êm, nên là mũi rất là nhiều. Rồi, đã tới nơi đó, nơi đất cát này đã dấp con cọp, mũ con cọp.
Thì để tiếp tục tôi sẽ đặt đồ với Hương để mà trả lời. Đó. Chứ nói bữa thì ai có tài lộc để mà trả lời các chị nữa này. Rất ở ngọc, rất là nổi gì ghẻ ở đây. Và rất là linh thiêng. Nơi vùng chết trôi chi biển này. Thì ai có tiền tài nơi này, nơi bông cho trôi dưới biển thì ta là đó. Thì nơi này thì tôi có gì cũng lấy nơi bông cho trôi này. Hồi bữa thì không ai trả lời cả. Thì để cho về tiền tài 01 số 10 đó. Thì tôi đang đặt đồ vào đơn thương tiếp theo. Rồi thì tôi sẽ màu đèn lên trước tiên. Thì ai có tiền tài nơi vùng chất trôi này để mà trả lời các chị này đó, và ai không trả lời thì tôi không biết được điều đó. Và để mà ngày hôm nay thì còn cho anh chụp bánh tay. Mời tiền vàng bạc đó. Và để tiếp tục tôi sẽ lên hương. Thì tôi có gì cũng lấy thôi. Thì nơi vong linh chết trôi này cũng không ai trả lời. Và ở đây thì tôi cho có chục bánh trái này và tiền vàng bạc này để trả lời các chị nơi này. Và nơi vong linh chết trôi dưới biển thì đã cho về tiền tài 01 số 10 đó. Rồi thì tôi sẽ khấn vái nơi vùng mình chết trôi để mà trả lời. Thì nhỏ nhỏ này chúc bánh trái này và tiền vàng bạc này. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thì ngày hôm nay tôi cũng có chúc bánh trái tiền vàng bạc này để mà trả lời các chư vị vùng mình chết trôi dưới biển và các chư vị đất đai diên trạch thành vàng bổn sứ bạch mã thái giám hoàng trạm vô rỉ thượng tướng đất đai quyên trấn đao lộ và nơi thủy sông hạ lai đồng điện và ấn lai thủy mộc hạ bá đại dương vua thủy đại dương mộc triều đại dương hạ sai thị phủ và các điện thị cung trên ngũ dưới biển chính cung hạ bá dưới thủy long cung. Và ở đây
Để mà tờ lễ nhỏ nhỏ này thì có các chi gì đang hữu hữu ở đây và vùng vùng mình trôi dưới biển đó, và có các chi đang hữu hữu ở đây thì chứng này sẽ đứng lên tiền tài may mắn, tài lộc may mắn tất cả. Thì hiện hữu thì chứng này sẽ đứng lên đó, đó là sự chứng giám hiển linh và tại nơi vùng chích trôi dưới biển này. Và điều gì sẽ đem đến chứng gà này thì để tiếp tục thôi sẽ cũng như đặt chứng gà này đó để em đứng lên. Thì tiền tài may mắn, tài lộc may mắn và mọi việc được may mắn. Thì ai có tiền tài nơi này để mà tờ lỡ các chi vị nơi vùng chích trôi đó, có tiền tài mà không tài lễ tùy tôi không biết được điều đó. Và ở đây điều gì sẽ hiển linh và tới lại nơi vùng chích trôi dưới biển này, và ở đây trứng này sẽ đứng lên như thế nào, có các chị đang hưởng hữu thì trứng giang và trứng sẽ đứng ngay chọc nơi này. Chim chóc thì đang kêu ở phía trên núi, trên rừng. Ấy, con chim đó là chim mè đó. Không không. Không một. Không hai. Ngày hôm nay bụi rất là bụi luôn, quá trời bụi. Không ba. Không bốn. Không năm. Không sáu. Vẫn chưa đứng. Không bảy. Mũi quá trời mũi, hôm nay quá trời mũi luôn, đốt quá trời đốt. Không tám. Không chín. Số 10. Mười một. Mười hai. Mười ba. Thì hiện tại 13 đã đứng rồi đó, ngay chốc 13 ở đây đang hư hữu trứng gà này để cho chữ đứng 13. Và 13 ở đây có các gì đang hư hữu thì trứng này đã cho giữ đứng 13 31 thì nơi này 13 và 31 thì lập mua với số miền Nam, miền Trung, miền Bắc 13 31 đó. Và đang hư hữu ở đây thì có các gì đang hư hữu thì trứng này đã đứng lên cũng như tiền tài may mắn, tài lộc may mắn luôn. Và đang hưởng hữu thi để mà tài lợi các chị nơi này thi để mà tài lợi thì ai có tiền tài đây để mà tài lợi
Và thì tôi sẽ đốt tiền vàng bạc này cho các chị nơi phun cho tôi chỉ biết. Và đang hiện hữu và đang diễn đứng ngay chốc nội dây ghẻ ở đây đó. 13 và 31 ở đây, khủng khiếp, nội ốc cục luôn. Thì hồi nãy ở phía trên này có một con chim kêu rất là to ở ngay bụi phía trước. Rồi thì tôi sẽ đốt tiền nhật bạc đây để tôi là đó, thì ai có tiền tài đây để tôi là các chị như này tâm linh rất là nổi ơn ngọc. Và điều gì không thể biết được. Và ở đây thì xung quanh tôi có tiếng động, có tiếng đi. Rồi, tiền vàng bạc này để trả lại các chị nơi này. Và đã cho tiền tài cũng như ở đây. Còn ai có tiền tài mà không trả lại tùy tôi biết được chỗ đó. Và ở đây đang hiện hữu thì trứng này đã đứng và hiển linh như thế này. Vẫn còn đứng nguyên, nguyên hình nguyên bóng ở đây. Rồi cháy quá luôn, quá trời cháy luôn. Rồi, tiền vàng bạc cũng đã cháy xong và trứng vẫn còn đứng nguyên nguyên hình nguyên bóng ở đây. Thì ai có tiền tài đây để tài lợi các chị nơi này. Và nội ốc của đây vẫn còn đứng nguyên nguyên hình nguyên bóng.